Giờ chắc là mọi người không còn xa lạ về Ankungiu nữa rồi đúng không ạ? Đây là sản phẩm Ankungiu Hoàng Hoàn, thì nhiều người đã biết đến nó với cái công dụng như là chống đột quỵ này, chống tai biến, chống tiền đình. Những cái công dụng đấy thì bây giờ hầu như là ai cũng biết rồi. Giờ mọi người chỉ phân vân mỗi là làm thế nào để phân biệt được đâu là hàng sách tay nội địa của Hàn Quốc và đâu là hàng nhái, hàng nhập thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây ạ, đây là hộp hàng sách tay nội địa của Hàn Quốc này. Tem này, chữ này, màu sắc này. Còn đây là hộp đấy, mọi người có thể nhìn rõ này. Đây là hộp hàng nhái này. Mọi người nhìn thấy sự khác biệt luôn đấy ạ. Thứ nhất là về tem. Hàng chuẩn nó sẽ có tem này, hàng nội địa này, có tem này. Hàng nhái thì không có này. Cái thứ hai là về màu sắc. Chữ cũng khác nhau này. Đấy, mọi người chỉ cần nhìn vào tem, màu sắc và chữ của hai hộp nó hoàn toàn khác nhau luôn rồi này. Đây là cách phân biệt hàng sách tay của nội địa và hàng nhái nhá.